Chào cả nhà. Hôm nay mình xin giới thiệu dòng xe Kubota L1285 mới về. Có mái che. Xe mới như đập thùng nha. Mọi người xem đăng ký chia sẻ giùm mình. Xin cảm ơn. Đây là dàn áo nguyên viên nha. Dàn áo nguyên viên đẹp. Bốn quả lốp đẹp. Lớp sau là 12.4-24. Lớp trước 76. Đây là bốn quả lốp đẹp hết rồi. Lớp áo nguyên rin nha mà còn đẹp lắm. Tạ. Dynamo sạc. Dynamo sạc còn nguyên tem mát nha. Nguyên tem mát. Đây, nhìn máy mới nè. Còn nguyên mã nè, V15-12. Máy mới nguyên rin nè, chỉ có chóc tí sơn đây nha mọi người. Bộ đề mới sáng còn 7 màu luôn. Rửa sơ sơ cho cả nhà. Chưa được rửa kỹ. Gầm xe còn đẹp lắm đây. Đây chỉ có chóc chóc tí sơn đây này, với lại chưa rửa sạch còn bám. Còn bám đất. Cô ráo. Có ben nghiên nha. Ben nghiên còn nguyên tem. Đùi là còn đẹp lắm, chưa có gọi là chóc mà. Chưa chóc sơn luôn á. Chỉ có chóc mấy vết tí thôi. Cô ráo sạch sẽ chắc chắn. Mọi người xem gì có chóc tí sơn thôi nha, với là bên em rửa chưa rửa kỹ. Hàng mới về rửa cho sơ. Em đùi đấy. Thấy đùi chưa? Đùi đó, đùi đẹp lắm nha, chỉ có chóc tí thôi nè.
đắp cái sơn cái đồ thôi, còn dính đất đai các thứ. Lời quanh 285 28 mã lực. Đây là 4 máy bếp kim. Đây, chị đắp cái sơn nè. Đắp cái sơn. Đây là cái mã số khung của nó. Mã số của nó. Tạo. Đắp cái sơn thôi cả nhà nha, bếp kim nha. Để bếp kim nha. Đây, thêm cả nhà thấy chưa? Chưa làm sạch nè, chưa dọn sạch nè, còn dính dơ ở phía trong này nha. Em mới sơ sơ. Con này mới về. Khô ráo sạch sẽ. Đây là nước nha. Cho em chỉ chóc tí sơn thôi. Mình lên mình đề cho cả nhà xem nha. Vô lăng cái này là có bọc đàng hoàng nha cả nhà. Đấy. Xe chạy được 1113 giờ, tốc độ 30. Bên cơ thông cơ cho lái bếp kim. Chia sẻ giùm mình xin cảm ơn. Ai cần thì liên hệ với mình qua số điện thoại đã ghi ở màn hình nhé. Chào cả nhà.